Xin kính chào quý vị bà con. Hôm nay Hà Bình On sẽ hướng dẫn cách bảo quản mắt ghép đầy đường nâu. Bình thường Hà Bình On sẽ bảo quản được khoảng 20 ngày đến 30 ngày, thậm chí đến 40 ngày bằng cách bảo quản riêng của Hà Bình On như thế này. Đây là những chiếc vải ẩm dày như vải nỉ này, hoặc là vải quần áo bình thường cũng được. Còn đây là mắt ghép Hà Bình On đang kiểm tra lại để những cái nào mà nó thối, thỉnh thoảng nó sẽ thối như này này thì chúng ta sẽ ném bỏ ra ngoài. Chúng ta kiểm tra ném bỏ ra ngoài không nó lan sang những cái cành khác. Đấy, nó ném bỏ này. Đây là Hà Bình On bảo quản từ trong Tết nhé. Hôm nay là mùng 10 âm lịch rồi, tức là rơi vào tầm nửa tháng rồi mà mắt ghép vẫn đẹp như này. Mà bảo quản lâu là nó sẽ rụng những cái, đây là những cái gai và những cái cuống lá này, nó thối, nó sẽ rụng ra và nó còn trơ ra cái mắt như này này. Đây mọi người nhìn này, cái mắt nó rất là to, nó sưng lên rất là to này. Đấy. Thì những cái mắt này ghép là cho vào cây, ghép một cái là nó truyền dinh dưỡng là sẽ nảy mầm luôn, và trong khoảng một tuần nó nảy mầm rất là nhanh. Đấy. 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 Tất cả nó đều để lâu là nó sẽ rụng hết những cái cuống lá rồi này. Đấy. Những cái cuống lá nó sẽ rụng hết này và nó sưng cái mắt này lên. Cành này rất là to, cành này rất là nhiều mắt này, cành này ghép rất là nhanh lên này. Khi ghép vào cái là nó sẽ bật nọc non luôn ở cái mắt này này, nó sưng này, mà mắt này lấy máy ghép rất là chuẩn này. Những cái mắt ngủ là những cái mắt ở dưới, đoạn dưới này này bà con này, đây dưới cành đây thì những cái mắt này là mắt ngủ này, chúng ta sẽ không lấy này. Mắt nó không nhô cao và nó ở dưới này thì nó sẽ không nảy mầm, hoặc nảy mầm rất là nâu, nảy mầm nhá, thì bà con chúng ta sẽ không lấy những cái mắt dưới này chúng ta lấy những cái mắt này lên trên này. Trên tay Hà Bình Ngon cầm đây là mắt bưởi tam hồng ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Mắt bưởi tam hồng đấy, hôm nay là Hà Bình Ngon ủ là 15 ngày rồi này. Hôm nay là mùng 10 âm lịch này đấy, thì nó vẫn còn xanh đẹp này và nó rụng hết cái cuống lá rồi này. Mắt này ghép nhanh lắm. Khi chúng ta ghép, mà nếu chúng ta ghép, chúng ta nên ghép mắt thì nó sẽ đỡ tiền mua mắt ghép hơn là chúng ta ghép nêm. Ví dụ như cành như này mà ghép nêm thì chúng ta chỉ ghép được khoảng 3 cành thôi. Chúng ta cắt làm 3 đoạn này chúng ta ghép được thôi. Còn chúng ta ghép mắt thì chúng ta sẽ ghép được cành này nó khoảng 10 mắt, thậm chí là 11 mắt nếu chúng ta tận dụng lên đến đây. Cái phần non này thì chúng ta sẽ tận dụng cái đoạn này chúng ta ghép nêm. Ghép lên cái đoạn ngắn này này thì chúng ta sẽ được thêm một mắt. Còn bây giờ Hà Bình Ngon sẽ cho bà con xem giặt mắt ghép và bó mắt. Thì đây là Hà Bình Ngon, những cái này đã làm xong rồi. Chúng Hà Bình Ngon sẽ bó lại như này. Đây là mỗi bó này tầm độ 30 35 đến 40 cành. Tùy theo cành to cành nhỏ. Đấy như này này, quấn nịt vòng, mua nịt vòng to chúng ta quấn. Chúng ta sẽ nót ở phía dưới là một cái vải ẩm để nó giữ nước ở dưới chân. Nhưng mà chúng ta nên để ở trong những cái rổ thoát được nước, còn nếu không thì nó cứ dốc nước từ trên này dốc xuống, nó đọng nước ở dưới đáy chậu hoặc là xô hoặc là cái gì chúng ta đựng đấy thì nó sẽ thối từ dưới chân, thối nan lên, nên chúng ta lưu ý là chúng ta để nó thoát được nước. Cái này thì ở dưới là nó cũng thoát nước này, đấy nó rổ nó thủng này. Đấy, đây là hàng ngon giật. Giặt mắt ghép này, chúng ta giặt như vò quần áo thôi. Ta giặt cho nó ướt và nó sạch. Nó sạch chỉ cần lần thôi là được. Đây là những cái chúng ta cắt những cái, tận dụng những cái quần áo bỏ đi. Này giặt ra bẩn này. Bẩn quá thì chúng ta giặt lấy hai lần, rồi giặt lại sạch thì nó đỡ bị nấm. Nếu mà cái vải này chúng ta càng sạch bao nhiêu thì chúng ta bảo quản mát được càng lâu bấy nhiêu, nó sẽ không sinh nấm. Và chúng ta lưu ý chúng ta không giặt bằng xà bông, xà phòng hoặc nước rửa bát, chúng ta chỉ giặt nước bình thường thôi, chúng ta đừng có giặt nước xà phòng, nước rửa bát là nó có chất kiềm, nó hỏng mất mát. Chúng ta chỉ giặt không thôi, vò cho nó sạch tương đối, xong chúng ta vắt
chúng ta vò, chúng ta vắt sạch nước như chúng ta rửa mặt đi, tức là chúng ta vắt vắt cho nó hết nước, nó chỉ còn cái độ mỏng thôi. Sau chúng ta sẽ có những cái vải to hơn này, cái vải to hơn này thì chúng ta sẽ che, chúng ta bể giặt sạch xong chúng ta che phủ ở trên thì nó sẽ giữ ẩm và nó lâu khô, nó lâu khô mất nhé. Cái vải to hơn này, cái vải to hơn này. Đấy. Chúng ta có những cái tấm vải to hơn như này thì chúng ta sẽ giặt sạch, ta phủ ở trên. Ta bảo quản mất nhất thì chúng ta trong quá trình bảo quản thì chúng ta để ý, nếu mà chúng ta để nhặt nhiều lần rồi để lâu ấy thì chúng ta kiểm tra có cái mắt khi chúng ta bảo quản ấy, mà những cái mắt nào để lâu mà nó thối thì chúng ta kiểm tra và chúng ta bỏ lược, bỏ bớt đi, trong thì chúng ta sẽ để trong này thì chúng ta áng chừng nó khoảng độ 3-40 canh trên một cái bọc mắt như thế này. Và chúng ta cái vải to chúng ta có thể để nhiều hơn, to nhiều hơn. Đây, mọi người nhìn hạt bí ngon bọc này. Đấy, khi chúng ta bọc một lượt như này nhé, như thế này cho vào thì cái độ ẩm nó sẽ giữ được đều, giữ được đều. Đây này, thấy chưa? Tức là nó sẽ quấn này, nó sẽ giữ được đều, nó mát nâu, nó mát nâu này, nó sẽ bền, rất là bền. Đấy, như thế này. Sau đó chúng ta sẽ lấy nịt vòng to, nịt vòng to này. Đấy, chúng ta quấn vào để giữ cái vải nó yên vị trí. Đây, như thế này là chúng ta đã xong một cái bó mắt mà chúng ta bảo quản, chúng ta giặt. Chúng ta sẽ giặt như thế này từ 2 đến 3 ngày thì chúng ta lại tháo ra và chúng ta giặt lại cái vải này thôi. Còn cái mắt ghép thì chúng ta không phải để xuống nước mà chúng ta để khô. Nhưng cái vải này là cứ 2 đến 3 ngày tùy theo thời tiết hanh khô hay là thời tiết nồm ẩm. Nếu mà thời tiết mát mẻ mà mưa thì 3 ngày chúng ta giặt lại, còn nếu không thì 2 ngày chúng ta sẽ giặt lại cái vải này. Đấy, thì chúng ta để cung cấp cái độ ẩm cho mắt ghép ở trong. Cứ làm này là cứ 2 ngày chúng ta 2 ngày đến 3 ngày tùy theo thời tiết. Sau đó chúng ta mang ra chúng ta giặt lại cái vải này thôi, chúng ta giặt lại cái vải thôi. Cái mắt thì chúng ta không giặt, cái mắt chúng ta để nguyên. Cái này chúng ta bảo quản rất là lâu. Xếp cái chân riêng cái chân. Đấy. Chúng ta giải ra xong rồi. Còn dư dương thì tôi cho nốt vào đây. Cái này nó bỏ dài quá này. Bỏ. Chúng ta bảo quản này thì chúng ta sẽ bảo quản được từ 3 đến 40 ngày. Ít nhất là được 15-20 ngày, không thì 3-40 ngày. Cái cành nào mà nó nhớt nhớt chúng ta sờ vào ấy thì chúng ta kiểm tra, mà còn dùng được thì chúng ta lau đi, chúng ta lau. Nhớt là nó do là ở dưới những cành đấy nó thừa nước. Nó thừa nước thì nó sẽ nhớt, mà nó nhớt quá rồi là nó sẽ thối, bà con bỏ luôn đừng có tiếc. Đấy, như thế này này, xong rồi chúng ta quấn này, chúng ta chia ra, ta quấn vào này. Đấy, nhìn này, nhìn cái tay hàng của nó này. Đấy, ta quấn này này. Đấy, chúng ta quấn chặt vào. Xong ta chặt bằng tay cho nó bằng. Này, nó quấn được vòng. Quấn như vòng này. Đấy. Chỉ có Hà Bình Ngon là hướng dẫn bảo quản mắt ghép và cắt mắt ghép hay là kỹ thuật chăm sóc cây, làm tất cả mọi thứ về cây bưởi là Hà Bình Ngon hướng dẫn kỹ nhất và chu đáo nhất cho bà con, không giấu nghề. Đây là quấn như này thì chúng ta để lưu ý là chúng ta sẽ để đứng cái phần cuống cành
như này, cái đầu cành trên này chúng ta để đứng. Đây chúng ta sẽ để như thế này. Chúng ta để như này. Chúng có thể hình dung là chúng ta để như này. Nhưng mà chúng ta sẽ phủ với vải. Nên che kín này để tạm dừng. Đây như này. Khi mà chúng ta bảo quản mát thì xong rồi thì chúng ta sẽ cho cái vải to hơn. Nó sẽ phủ từ dưới lên trên như này. Chúng ta có thể phủ 2 đến 3 cái cũng được để nó giữ ẩm càng tốt. 2 đến 3 cái nó giữ ẩm. Thôi, tạm dừng đi. Ta bảo quản này đi. Thì chúng ta có thể bảo quản từ 3 đến 40 ngày, ok, chả vấn đề gì. Đẩy đứng lâu, rất lâu. Đấy, như này này. Đã đẩy đứng như này. Đấy. À, xin chào quý vị bà con. Đây là quy trình hạt mì ngon, nó ủ mắt ghép để bảo quản được lâu, ghép được nhiều thời gian. Nếu chúng ta chẳng may mà gặp thời tiết bất lợi thì chúng ta không biết cách ủ mắt ghép như thế này mà chúng ta ném bỏ thì rất là lãng phí. Và thứ hai nữa là ví dụ như thường ra mùa xuân thì mọi người cũng ghép cây rất là nhiều, nhưng mà mùa xuân sẽ có nọc, ra nọc non thì mọi người sẽ không cắt được mắt ghép, thì chỉ có cắt trong năm và chúng ta ủ ra năm chúng ta ghép, hoặc là chúng ta ủ kéo dài hơn. Như đây Hà Vĩ Ngon cắt mắt ghép trong năm thì ra năm là bà con mua mắt ghép rất là nhiều. Thì bà con ai có nhu cầu mà mua mắt ghép bưởi tam hồng, bưởi đường chín sớm, bưởi diễn xịn thì có thể liên hệ với Hà Vĩ Ngon qua số máy 0968 129996, địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Hà Vĩ Ngon sẽ tư vấn, hướng dẫn ghép mắt, ghép cành hay là cung cấp mắt ghép đến tận nhà qua bưu điện. Xin cảm ơn quý vị và con đã theo dõi video của Nip hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây và ủng hộ Hà Bình Ngon trong những thời gian qua, cũng như đây là một cái video rất là cần thiết để đối với bà con, những người mà mua mắt ghép của Hà Bình Ngon về mà không biết cách để ủ, thì Hà Bình Ngon làm video này để cho bà con biết cách để bảo quản mắt ghép trong thời gian dài. Khi chúng ta ghép mà không hết ngay thì chúng ta có thể yên tâm để chúng ta bảo quản. Thời gian ghép thì chúng ta chỉ có một vài ngày là xong thôi, trừ khi mà thời tiết mưa thì nó sẽ kéo dài vài ba ngày hoặc một tuần. Nhưng chúng ta biết ủ như này thì kể cả mưa cũng không bao giờ mưa cả tháng cả, nên là chúng ta yên tâm để chúng ta nếu chúng ta ủ biết cách như Hà Bình Ngon thì chúng ta mua mắt ghép sớm, chúng ta ghép ok, không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn quý bà con đã theo dõi video của clip này. Xin đăng ký kênh YouTube của Hà Bình Ngon và chia sẻ những kỹ thuật chăm sóc của Hà Bình Ngon đối với mọi người để cho mọi người cùng biết và tham khảo học hỏi. Xin cảm ơn. Đây là cái số mắt ghép này là Hà Bình Ngon cắt theo yêu cầu của một số nhà vườn mà ra Tết này thì bà con ăn Tết xong thì ghép, nên là Hà Bình Ngon cắt ủ cho một số nhà vườn để chuẩn bị cung cấp cho các nhà vườn. Thì Hà Bình Ngon có cắt dư thêm nhiều hơn một chút để phòng những gia đình bà con nào mà ra Tết mà cần ghép mà gọi điện cho Hà Bình Ngon thì Hà Bình Ngon có mắt ghép để cung cấp. Còn nếu mà ra nọc non rồi hoặc ra nụ ra hoa mùa này thì ghép là rất là, nếu mà chúng ta cắt mắt ghép đấy là tỷ lệ ghép rất là kém, bởi vì dinh dưỡng nó đã ra nọc non rồi hoặc nó ra nụ ra hoa rồi thì nó tiêu hao dinh dưỡng, nó không như vào mùa đông ở trong năm tất cả dinh dưỡng nó tập trung vào mắt ghép thì nó chưa có nọc non, nên là dinh dưỡng nó tập trung vào, mà khi chúng ta cắt như thế và chúng ta ủ bảo quản như này thì nó sẽ tập trung dinh dưỡng nên hết cái mắt ghép đấy. Khi chúng ta ghép vào là tỷ lệ sống rất là cao, như Hà Bình Ngon ghép thì hầu như là 100% sẽ nảy mầm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.